xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin 2 News rồi. Và ngày hôm nay thì sẽ có những thông tin công nghệ hot nào thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Galaxy S20 Plus có màn hình 120Hz, iPhone 12 sẽ có tới 6GB RAM. Thiết kế mới của Xiaomi cho smartphone với 7 camera, iPhone 8 2020 sẽ có Face ID. Lộ ảnh thực tế của Xiaomi Mi 10. Mặc dù chưa ấn định ngày ra mắt cũng như là tên gọi, nhưng mà những hình ảnh của thế hệ smartphone tiếp theo của Samsung đã liên tục bị rò rỉ. Và gần đây nhất là một đoạn video trên tay của chiếc Galaxy S20 Plus. Theo đó, trang XDA Developer vừa đăng tải một đoạn video ngắn được cho là hình ảnh thực tế của chiếc Galaxy S20 Plus. Trong đó, mẫu máy này có phần màn hình phía trước với thiết kế Infinity O camera selfie ở chính giữa. Và thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống camera hình chữ nhật đặt ở góc trên bên trái phía mặt lưng. Và trang này cũng khẳng định thế hệ Galaxy S20 là dòng sản phẩm đầu tiên của Samsung hỗ trợ màn hình tần số quét lên đến 120Hz. Ngoài ra thì cả ba máy đều được trang bị vân tay siêu âm dưới màn hình. Apple có kế hoạch tung ra 4 mẫu iPhone mới trong năm 2020 với nhiều kích thước màn hình khác nhau. Và các nhà phân tích cho biết, ngoài việc cả 4 mẫu máy này đều có màn hình OLED thì thông số máy cũng như là bộ nhớ RAM sẽ được nâng cấp. Theo nguồn tin từ MacRumor, mới đây đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về những mẫu iPhone sắp tới. Cụ thể thì chiếc iPhone cao cấp nhất sẽ có màn hình kích thước là 6.7 inch, 3 camera sau cùng với cảm biến 3D và bộ nhớ RAM lên tới 6GB. Và đối với phiên bản thấp nhất sẽ có bộ nhớ RAM thấp hơn chỉ là 4GB. Các thông số kỹ thuật này được đưa ra hoàn toàn phù hợp với các báo cáo của Park Ray chia sẻ từ tháng 11 năm 2019. Các bạn nghĩ sao nếu trong chiếc điện thoại của chúng ta sở hữu đến 7 cảm biến camera? Điều này quả thật là điên rồ phải không? Và liệu điều này có trở thành sự thật hay không khi mà mới đây Xiaomi vừa được cấp bằng sáng chế cho chiếc điện thoại có đến 7 camera? Được biết, Cinepa đã cấp cho Xiaomi bằng sáng chế cho 3 mẫu thiết kế smartphone mới nổi bật nhất, có lẽ là thiết kế với 7 camera. Theo đó, camera của những chiếc smartphone này được làm dưới dạng pop-up với 2 cảm biến camera selfie và mặt sau của máy sở hữu đến 5 cảm biến camera xếp thẳng hàng trong phần thò thụt. Được biết thì đã có chiếc Nokia 9 Pro View với 5 cảm biến camera ở mặt sau nhưng vẫn đang lỡ hẹn với người dùng. Bây giờ thì chúng ta hãy hy vọng rằng Xiaomi sẽ cho ra mắt một chiếc điện thoại thú vị này trong thời gian sớm nhất nhé. Mới đây, trang tin Mac Otakara của Nhật Bản đã chia sẻ một tin đồn có phần khó hiểu về dòng sản phẩm iPhone 2020 của Apple, cho rằng chiếc iPhone 5.4 inch sắp ra mắt sẽ có kích thước vật lý tương tự như là iPhone 8 hiện tại. Trích dẫn thông tin từ các nhà cung cấp của Apple có mặt tại CES 2020 thì Mac Otakara nói rằng ngoài biến thể dùng cảm biến vân tay Touch ID thì Apple cũng đang phát triển một chiếc iPhone 5.4 inch khác sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID và là bản nâng cấp của iPhone 8. Đáng chú ý, điều khó hiểu nhất là nằm ở chỗ hiện vẫn không rõ báo cáo này nói về iPhone SE 2 giá rẻ hay là phiên bản kế nhiệm của iPhone 8 mà Apple đang phát triển. Thay vào đó thì nó chỉ đề cập tới một chiếc iPhone 5.4 inch với các tính năng như là Face ID, có thể chính là mẫu iPhone cao cấp có màn hình 5.4 inch được đồn đại ra mắt vào mùa thu năm nay. Và các bạn nghĩ sao về điều này, liệu đó có phải là bản remake của iPhone 8 hay là chỉ là một chiếc iPhone SE 2 mà thôi? Dự kiến nhà sản xuất Xiaomi sẽ sớm cho ra mắt chiếc Mi 10 trong năm nay. Được biết đây cũng là thiết bị được tạo ra với mục đích kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển của nhà máy này. Bất ngờ thì hôm nay hình ảnh của thiết bị này đã được đăng tải lên trang xã hội Weibo. Theo hình ảnh được đăng tải thì chiếc Mi 10 sẽ sở hữu màn hình được phát cam sang hai bên với thiết kế đục lỗ. Tuy nhiên, khác với hình ảnh render thì mẫu flagship mới của Xiaomi chỉ sở hữu một camera selfie và được đặt ở góc trái thay vì hai camera selfie ở góc phải. Trong khi đó, mặt lưng của Mi 10 sẽ được hoàn thiện từ kính và là vị trí của 4 camera sau, logo Xiaomi và đèn flash LED. Theo đó thì bộ đồ flagship mới của Xiaomi sẽ sở hữu cấu hình khủng bao gồm Vsleek Snapdragon 865, RAM tối đa là 12GB cùng với kết nối 5G tốc độ cao. Dự kiến thì Mi 10 và Mi 10 Pro sẽ sớm được ra mắt trong năm nay, có thể là vào tháng 3 tới đây. Và tới đây thì bản tin 2 News của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng là những thông tin mà May mang tới sẽ có cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin 2 News của ngày mai. Bye!